We now invite you to listen to part 11, the question and answer section of Supreme Master Chen Hai's lecture, The Purpose of Being Human, delivered on March 17, 1991 at the University of California, Irvine, California, United States. Kính thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, đọc kinh Phật thuyết giảng, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có kinh lại nói, muốn thành bậc chánh đẳng chánh giác, phải tu hằng hà sa số kiếp, làm vô lượng vô biên công đức. Xin sư phụ giải thích sự tương phản của hai điều trên. Có hai cách, bây giờ nói để lý luận nghe cho vui thôi ha. Thì quý vị làm sao biết được rằng đời đời kiếp kiếp quý vị chưa tu? Hỏi lại ngược gái là chặt liền hả chưa? À, tự nhiên có thể quý vị đời đời kiếp kiếp đã tu rồi, kiếp này tu lần cuối cùng, ok, thành ra mới gặp Phật được, mới nghe một cái mà tu nhất kiếp cái độ nhất ngộ nhất thời liền. À, đó là một trong những cái lý luận để nói mà chơi thôi chứ không phải cần chứng minh. À, rồi thứ nhất có một cái lý luận thứ hai nữa, tại vì quý vị hỏi sư phụ lý luận cho vui rồi quý vị muốn chọn cái lý nào đó chọn, chứ sư phụ không cần nói cái này đúng hay sai. À, cái lý luận thứ hai nữa theo sư phụ hiểu biết là như thế này. Thì cái này không phải lý luận mà theo sự vừa biết. Có hai loại Phật quý vị biết không? Một loại kêu bằng độc giác Phật, một loại kêu bằng Phật hoàn mỹ đó. Độc giác là như thế này, ổng một mình tu, ổng một mình ổng chứng. Ổng gặp Phật hoặc là nghe thấy Phật gì đó, rồi ổng tu một mình ổng chứng, ổng không cứu được ai hết. Tại ổng không có duyên nợ với chúng sanh. Còn những vị Phật mà cứu được rất nhiều người đó là bởi vì họ đời đời kiếp kiếp gần gũi chúng sanh, săn sóc an ủi họ, sự phụng họ, hy sinh vì họ, thương mến họ, cho nên gặp họ họ khoái liền, nói gì họ nghe nấy liền, làm gì họ cũng làm theo, đi đâu họ cũng dính theo. Thì đời đời kiếp kiếp đã làm hạnh Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh rồi, cho nên có hai loại như vậy. Cái loại thí dụ như mình thành Phật rồi mà mình độ được chúng sanh đó là biết đời đời kiếp kiếp mình tu cái hạnh Bồ Tát, mình hy sinh, mình giúp đỡ chúng sanh nhiều, cho nên mình gieo cái duyên với chúng sanh, mình có duyên, cái bằng Phật mới độ được người có duyên. Rồi còn mình tu hành xong mình thành Phật mà mình không thấy, không độ được ai, nói không ai nghe, đó là biết mình là độc giác Phật, mình mới đời này thành Phật thôi, mình tu nhất kiếp độ nhất thời nhờ cái Phật lực mà mình giải thoát mà thôi. Ok, hai đường đều tốt cả, giải thoát cho mình là đỡ rồi, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều giải thoát cho chính họ, sư phụ khỏe quá, Phật Bồ Tát đi ăn mừng, khỏi cần nói độ chúng sanh, độ cho mình đi. Ok, tu nhất kiếp nhất định ngộ nhất thời. Đi theo sư phụ, theo tu pháp Quán Âm, sư phụ lấy hết danh dự của thiên đàng địa ngục mà bảo chứng cho quý vị, quý vị nhất định kiếp này giải thoát, không thành Phật cũng giải thoát chứ, ít nhất cũng giải thoát. Thưa sư phụ, con đọc nhiều kinh Phật, thấy Phật nói rằng lạy Phật là cách gieo duyên lành được phước báo. Còn sư phụ lại bảo, lạy Phật không có công đức gì. Vậy sư phụ có nghĩ là điều đó nghịch lý với lời Phật dạy không? Không, không. Lạy Phật sống có công đức, còn lạy Phật gỗ không có gì hết. Ừ. Thường thường mình nói lạy Phật là cái kiểu đi vô chùa lạy mấy ông Phật gỗ, Phật đồng đó. Cho nên cái đó không có công đức là phải. Còn cái nói lạy Phật có công đức là cái người ta nói cái khi mà Phật còn tại thế đó, một vị Phật sống mình lại có công đức. Nhưng mà công đức nhỏ, mình lạy, mình phải có cái niềm tin ở bên trong nữa, thân khẩu ý phải lạy hết mới được, rồi phải cầu nguyện vị Phật đó gia trì cho mình để mình giải thoát thì nó mới có công đức lớn. Còn nếu mình chỉ lạy, mình muốn làm ăn mạnh giỏi phát đạt thì nó chỉ có bấy nhiêu thôi, cái bằng công đức nhỏ. Nhưng mà điều mình lạy vị Phật muốn gì được đấy à. Nhưng mà nếu mình muốn những cái chuyện tầm thường như mà đồ ăn này kia cái nọ đầy đủ là giàu sang, thì những cái đó nhiều khi nó còn ràng buộc mình cho thêm nữa. Cho nên đừng có lạy Phật với những quan niệm như vậy mà ràng buộc với chính mình. Bây giờ đây nè, sư phụ nói câu chuyện này cho nghe nè. Sư phụ tại sao không nhận tiền cúng dường của những người không truyền tâm ấn, quý vị biết không? Tại vì không muốn cho họ những cái công đức nhỏ nhặt như vậy. Thường thường những người ở ngoài không truyền tâm ấn, chưa có thấm nhuần cái giáo lý của sư phụ, họ
họ chỉ nghe nói rằng lại Phật, cúng dường Phật cứ có tiền, có danh lợi, có lợi ích của trời, của người vậy thôi, cảnh giới trời và cảnh người thôi, chứ họ không có cái quan niệm giải thoát. Cho nên sư phụ không cho họ chìm đắm trong cái quan niệm này. Sư phụ không có nhận tiền cúng dường của họ. Tại sao nghĩ rằng sư phụ không có từ bi? Không phải. Sư phụ từ bi lớn hơn, muốn cho họ có quan niệm giải thoát. Dù họ khổ một chút rồi sau đó họ bừng mắt ra, họ đi tìm minh sư, họ học, họ giải thoát đời đời. Chứ bây giờ nhận chút tiền cho họ, mai mốt họ giàu thêm, hoặc là đời sau họ làm quan, rồi họ bị người ta ám hại, rồi họ bị người ta giết chóc, rồi họ bị những cái tiền bạc vật chất nó lôi cuốn trong những vòng tội lỗi. Như thế đâu có phải là giúp họ thiệt, phải đâu phải từ bi thứ thiệt đâu. Bây giờ có một câu chuyện, Vũ Tắc Thiên Hoàng Đế có biết không? Võ Tắc Thiên Hoàng Đế ngày xưa cúng dường một vị Phật một nắm cát thôi. Nghe nói người đó là Phật, cái cúng dường nắm cát, tại không có gì hết, cũng con nít mà. Cúng dường nắm cát thôi, mà sau này làm vua trăm họ ở nước Trung Hoa. Nhưng mà có được gì đâu, cả cuộc đời cũng dằn vặt tình cảm và chính trị, chết rồi cũng chết thảm, chết thương trong cung lạnh mà thôi. Được cái gì? Cho nên sư phụ không có cho cúng dường, không có cho quý vị những cái phước báo nhỏ nhen của nhân thiên như vậy. Mà sư phụ để cho quý vị khổ, cho biết mùi, rồi mà tỉnh dậy, mà tu, trần đời đời kiếp kiếp mà sung sướng. Dạ thưa vô thượng sư. Kính chào bác. Tôi mắt thấy đã thấy được siêu hình. Mắt gì vậy bác? Mắt. Dạ, mắt làm sao bác? Thấy được siêu hình. Siêu hình, dạ. Tai nghe được siêu âm. À, chúc mừng cho nhưng bác. Nhưng không được rõ. Dạ. Xin vô thượng sư chỉ cho cách để nhìn thấy được tiền kiếp và nhớ rõ tiền kiếp. Xin cảm ơn. Dạ. Bác muốn thấy tiền kiếp để làm cái chi? Dạ. Khi lúc mà thấy được tiền kiếp và mình nhớ được tiền kiếp thì mình giải thoát, tự giải thoát lấy được. Không phải đâu bác. Mình thấy được tiền kiếp á thì là mình tự giải thoát được. Không, mình thấy được tiền kiếp tức là mình có thần thông kêu bằng túc mệnh thông. Túc mệnh thông có nghĩa là một trong sáu thần thông kêu bằng lục thông đó. Vâng. Túc mệnh thông là một trong sáu cái thần thông. Vâng. Kêu bằng có thể nhìn thấy được quá khứ của mình thôi. Dạ vâng. Mà cái khi cái thân thể này mình chết đi á, cái thần thông nó hết, không giải thoát được. Cho nên cái khi bằng chứng là Đức Mục Kiền Liên có sáu thần thông quảng đại, nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc nào cũng cảnh cáo ngài không nên dùng thần thông đó. Thần thông có thể có nhưng mà nó không giải thoát mình được. Chỉ có mình biết cái Phật tánh rõ ràng của mình đời đời kiếp kiếp không bao giờ lu mờ, không bao giờ có kiếp hiện tại, quá khứ và vị lai, chừng đó mới giải thoát mà thôi. Thế thì trong kinh Lăng Nghiêm có dạy văn tu và huân tu. Văn tu là tai nghe đó, huân tu là phải lâu dài và chịu. Thế thì bây giờ thì xin Đức Phật nhìn tôi và dạy tôi biết tôi là ai. Biết bác để làm gì? Tôi biết tôi thì tôi mới giải thoát được chứ. Nhưng bác phải tu bác mới biết được. Bác thì tự biết bác mới hay, chứ tôi biết bác để làm gì. Vâng. Thế giới có bao nhiêu triệu người á. Là chỉ hộ cho tôi gì? Dạ xin thưa rằng là chỉ hộ cho tôi là ai. Bác là bác. Đúng vậy. Thế tôi đã được thành gì chưa? Đức Phật đã có huệ nhãn thì chắc nhìn rõ. Tôi xin cảm ơn và rất kính trọng, chứ không có ý tứ sai lầm ở trong đầu. Dạ biết bác kính trọng, nhưng mà quan niệm của bác không đúng. Dạ quan niệm thế nào là đúng? Thì bác không muốn tìm cái trí huệ sáng suốt, cái sự vĩ đại của mình, mà bác chỉ muốn tìm dạ, cái góc cạnh của mình thôi. Dạ vâng, thôi xin chỉ cho. Thì bác cứ đi tu phép Quán Âm đi rồi bác tự biết, chứ không phải đứng đây mà chỉ như vậy. Dạ vâng. Thế thì Đức Phật có thể dạy ngay bây giờ phép Quán Âm không hay là phải tu riêng? Phải có 2-3 tiếng đồng hồ mới chỉ cho đầy đủ. Xin cảm ơn Đức Phật. Dạ, nếu bác và muốn tôi xin tiếp kiến có được không? Một lát nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn. Đưa bác về chỗ nghỉ. Thưa sư phụ, những người đã tự sát có phương pháp nào có thể cứu được họ không? Nếu như người thân tu pháp môn Quán Âm có thể cứu được người đã tự sát đó không? Trên cõi mà
vô hình một chút đó, có những cái ban hộ pháp cũng như những người cứu thương, những cái đội cứu thương ở dưới mình như vậy, họ chuyên môn đi cứu, cứu những người tự sát chết bất đắc kỳ tử, mà đem những cái mảnh thần thức mà vụn vỡ đó về vá víu trở lại. Cũng như ở dưới trần này, mình có những cái đội cứu thương để đi cứu những người mà bị thương mặt mày nát nấm, vá víu trở lại. Thân thể mình nó có nhiều lớp, có một cái lớp khác cái bằng cái thân thể thần thức đó, nhiều khi nó cũng nát nấm vậy. Rồi những cái vị mà ở phục vụ về vấn đề cứu thương về thần thức đó, họ đem những cái người mà tìm được đó đem về vá víu cho nó lành lặn lại. Đó là nhiệm vụ của những người đó. Những người bị tự sát đó cứu lâu lắm mới sống lại bình thường. Tại vì họ cái lúc họ tự sát, cái tinh thần họ chìm đắm tới cái mức vô cùng thấp kém, vô cùng đau khổ. Nhưng nó thấp quá, cái tấn động lực nó thấp quá đi. Bây giờ muốn kéo họ lên cái tấn động lực của con người, cái trình độ tự nhiên bình thường á, nó hơi khó. Thành nó lâu lắm, phải dùng nhiều hào quang, nhiều cái sự cầu nguyện, nhiều tình thương ráp vô, nó mới lành lặn cái vết thương lòng. Rồi cho họ làm người 2-3 kiếp nữa, họ mới bắt đầu tỉnh thức, mới bắt đầu lanh lợi như xưa, hoặc là như những người bình thường được. Nhưng mà những người tự sát như vậy thường thường là phải lạc lõng tới những cái thế giới vô cùng đen tối, đau khổ, bị dằn vặt bởi cái tâm tư, cái mộng chìm đắm của mình á. Nhất thiết vi tâm tạo, quý vị biết không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên quý vị, thí dụ nhiều khi thất tình hoặc là làm chuyện gì thất bại ha, mặc dù cái nhà mình cũng như nhà xưa, vợ con mình cũng y như vậy, bạn bè cũng giống vậy, mà mình không có cái tinh thần nào để mà hưởng thụ được hết. Đó là cái địa ngục của mình. Còn có những cái địa ngục còn chìm đắm hơn như vậy nữa, tức là cái tinh thần mình nó đọa lạc hơn nữa. Những người tự sát thường thường lạc vào những cảnh giới đó, âm u tối tăm, không có hy vọng, không có ánh sáng tương lai, khó mà cứu được. Nhiều khi chìm đắm như vậy đời 2-3-4 đời, cả ngàn năm, cả 500 năm, mấy ngàn năm như vậy, tùy theo cái mật độ mà chìm đắm của họ. Từ một ngày đó họ khổ quá rồi, họ đủ rồi, no rồi, chán rồi, họ mới tự thức tỉnh lại. Hoặc là có một người nào cầu nguyện giùm cho họ thì họ có thể bị được cứu sớm hơn. Ví dụ mình cầu nguyện mình nói con tôi chết này kia cái nọ, những người tu Quán Âm cầu giùm đó, thì những cái người mà chuyên môn đi kiếm mấy cái xác hồn đó mà vá víu lại đó, họ đi tìm giùm, rồi họ đem lên những cái trại mà trại cấp cứu đó, nuôi dưỡng một thời gian, dùng hào quang nuôi dưỡng cho nó lành lặn, rồi cho trở về làm người nữa. Còn nếu không có ai cầu nguyện là chìm đắm lâu lắm, cho tới tự nhiên mấy ngàn năm sau mình mệt mỏi quá rồi mình tỉnh ra. Tại vì không có một cái trường hợp nào mà nó kéo dài vĩnh viễn cả.